Hôm nay, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh Quý Viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Phong, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã đến tiếp xúc cử tri các xã Tích Thiện, Thiện Mỹ, Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn và cử tri các xã Bình Ninh, Loan Mỹ và Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình. Các đại biểu thông tin với cử tri dự kiến chương trình kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, những công tác trọng tâm của đoàn thực hiện để chuẩn bị cho kỳ họp này. Đóng góp những vấn đề cần quan tâm, cử tri đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long tiếp tục đề xuất nâng cấp mở rộng quốc lộ 54 để thuận lợi giao thương, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cử tri cho biết, sản xuất nông nghiệp thời gian qua gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ngân hàng cho vay với lãi suất khá cao. Vì vậy, cần có giải pháp giảm lãi suất cho lĩnh vực sản xuất này. Ngoài ra, cử tri cũng phản ánh nhiều vấn đề cần quan tâm như bạo lực học đường, nâng cao ý thức chấp hành quy định khi điều khiển phương tiện giao thông, cần có giải pháp kiên quyết trong phòng chống tham nhũng, có giải pháp để nông dân không bị thương lái ép giá nông sản, cũng như kiểm tra giám sát chặt chẽ việc buôn bán vật tư nông nghiệp, thức ăn chăn nuôi, xử phạt nghiêm việc bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Đại biểu Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tiếp thu những ý kiến của các cử tri, giải trình một số vấn đề chung, đồng thời yêu cầu chính quyền các cấp, huyện, xã và các sở ngành giải quyết cho cử tri các vấn đề thuộc phạm vi địa phương, ngành quản lý.